Lừa tin người, tin người như vậy là không tốt thì không. Tin người như vậy là không tốt, hét xỏ luôn. Ok, hello anh em nha. Mình xin anh em 1-2 phút để giới thiệu qua shop của mình xíu nha anh em. Và hôm nay là ngày 30 Tết rồi anh em. Vài tiếng nữa là đó giao thừa rồi. Và năm mới mình không biết nói gì hơn là mình xin chúc tất cả anh em năm mới an khang thịnh vượng à. Được nhiều lì xì và ai chưa có người yêu thì mau chóng có người yêu nha nha. Mình cũng chưa có ạ. Ok, mình cũng không biết chúc gì nữa. Chúc nhiều cũng không biết chúc anh em. Mình xin giới thiệu shop của mình luôn, shop kelly.vn anh em ạ. Và hôm nay là ngày 30 rồi. Shop của mình sẽ có khuyến mãi từ ngày 30 đến mùng 3 Tết nha anh em. 15 cộng 15% giá trị thẻ nạp nha anh em. Và anh em nào chưa có ác thì em có thể vào shop của mình để tham khảo. Nếu thấy ác nào ngon thì em có thể vào khuất luôn anh em ạ. Vì năm mới mà, ai cũng có tiền lì xì hết rồi đúng không? Ok. Vòng số của mình gồm có vòng quay kim cương này, là thình may mắn, vòng quay may mắn, bảo hộp kim cương, thử vận may 30k, 50k và 80k anh em ạ. Không biết kiểu gì, mình nói nhiều quá anh em. Ok. Anh em là muốn mua ạc thì em vào phần free file này. Đấy em, rất nhiều ạc luôn, anh em chọn giá tiền hợp lý. Anh em, ví dụ có 200k thì anh em bấm vào, từ 200k đến 500k anh em bấm vào tìm kiếm anh ạ. Mình còn 1 triệu này đúng không? Mình sẽ mua tặng anh em một cái ác kia. Cái ác 200k đây em. Đây đi. Một cái ác này đi. Ok, mua ngay thôi em ạ. Xác nhận mua luôn. Check thông tin nha. Ok, đây là cái ác mình sẽ tặng anh em nha. Anh em mau chóng vào và đổi mật khẩu các kiểu đi nha. Ok, mời anh em xem tiếp video của mình. Và anh em đừng quên vào ủng hộ shop của mình nha anh em. Hello anh em, nay mình lại làm... Ui, con này đấm ghê đấy. Nay mình lại làm video nóc sửa thôi anh em. Từ anh em, à thằng này. Mày chết đi. Mày chết đi, uầy. Làm kill luôn. Nằm xuống cũng chết đi em ạ. Bảy kill, 8 kill uai. Đâu ông em. Đang tập kéo tâm anh ạ. Tao thật á, đây từ từ. Kéo đầu nó. Kêu rồi nha. Headshot này em này, headshot luôn. Được. Headshot luôn anh em ạ. 11 kill luôn. Còn ai nữa không? Dưới này có người không nhỉ? Cơ máu phát đi em ạ. Ui 440 máu em. Con này nó đấm mình này. Từ nha em nhá. Mình sửa đẹp nó luôn. Mày này, đấm này à, nó tên giống mình luôn kìa. nha. Thằng này láo thật, nó dám lấy tên giống mình. Được. Từ nha. Xem áp hả? Xem áp đâu? Từ nhá. Đấy, nó biết mình kia ở đây. Nó biết mình kia ở đây nha. Sẽ thảo ra đây.
Bây giờ cho nó chạy thẳng ra nhá. Này thì hết sợ luôn, hết sợ luôn. Lừa tin người, tin người như vậy là không tốt đi không. Tin người như vậy là không tốt, hết sợ luôn. Hết sợ luôn. 15 kill rồi em. Ui. Từ từ từ. Nó thấy nó bắn được mình luôn kìa. Nó bắn được mình luôn kìa. Em thấy mình kéo tầm khẩu này ghê không? Bây giờ mình bơm máu phát đi em ạ. Thì bơm máu phát cửa đẹp kéo tầm nó luôn. Giờ mình kéo tầm rồi nhá. Thì hiện anh em xem luôn. Đây có mấy thằng này. À, được đấy. Được đấy. Chạy xuống này. Này thì kéo tâm hơi bị ghê đấy. Này ghê phết nhở. Má nó có spát gì không ạ? Nó có spát. Ngay thật. Thằng này nó biết chơi đấy em. Nó bắn phát xong nó rút vào. Bắn phát rút vào mà. Này biết chơi mà. Xem nó bắn thử xem nào. Rồi. Biết chơi cũng chết gì không. Kelly như gà. Ok, chắc video của mình đến đây là kết thúc. Em thấy hay, đừng quên like, chia sẻ video giúp mình nha anh em. Bye em nha.